Chào các bạn đã đến với kênh của mình. Rau xanh là nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo trung bình một ngày mỗi người nên ăn ít nhất 300 gram rau. Vậy, theo các bạn thì ăn quá nhiều rau xanh có tốt cho sức khỏe không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài ý để biết được rau xanh có tốt cho sức khỏe hay không nhé. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Đức Cảnh, khoa nội soi và thăm dò chức năng, bệnh viện K Hà Nội tư vấn, rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Một thực đơn giàu rau xanh, trái cây giúp bạn ngăn ngừa bệnh tật, phòng chống ung thư và các bệnh mãn tính khác. Rau xanh chứa nhiều folate, vitamin B6, kali, vitamin C, A, axit béo tự nhiên. Đặc biệt, rau xanh cung cấp nguồn chất xơ dồi dào. Thực phẩm này giúp hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, tránh nguy cơ mắc bệnh ở độ tuổi. Rau chứa các chất xơ chống oxy hóa và các hợp chất khác có lợi khác giúp chống lại các gốc tự do có hại cho tế bào. Chất xơ được phân loại gồm hòa tan và không hòa tan. Hai loại chất xơ này thường có trong rau xanh, củ, quả chín, đậu. Mọi loại chất xơ đều có những lợi ích sức khỏe khác nhau. Có nhiều bằng chứng cho thấy lợi ích của chất xơ đối với một số bệnh lý mãn tính, đặc biệt là ung thư. Một số nghiên cứu về tác dụng của chất xơ đối với bệnh nhân gần đây cho thấy chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Chất xơ ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư đại trực tràng bằng cách làm giảm độc tính của các tác nhân gây ung thư, giảm thời gian cặn bã trong cơ thể sinh ra độc tố. Chất xơ như một chiếc chổi làm sạch hệ tiêu hóa. Với ung thư vú, chất xơ không hòa tan làm giảm lượng estrogen trong máu, do vậy có thể giảm nguy cơ mắc bệnh. Các loại rau lá có màu xanh sẫm và các loại rau củ màu vàng đỏ là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, giúp sáng mắt, tăng cường đề kháng, cung cấp các chất sắt để tránh tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt giúp cho cơ thể trẻ em tăng trưởng và phát triển tốt nhất. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn biết được ăn quá nhiều rau xanh liệu có tốt cho sức khỏe hay không. Nhưng theo mình thấy thì đa phần ăn rau xanh rất là tốt cho sức khỏe. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã khuyến cáo trung bình một ngày chúng ta nên ăn ít nhất 300 gram rau. Vậy nên nếu khó ăn trong việc ăn rau thì chúng ta hãy cố gắng nạp đủ 300 gram rau, vì đây là số lượng tối thiểu rồi. Nếu các bạn thấy video mình chia sẻ hay, có ý nghĩa, hãy cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.